chào tất cả các bạn. Mình là Be Amazing đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bữa sáng kiểu Mỹ rất là đơn giản luôn. Đây là những gì các bạn cần chuẩn bị: một chút hoa quả. Đây là món táo sốt siro đường, các bạn có thể xem trên kênh của mình có cách hướng dẫn đấy. Đây là bánh mì gối các bạn nhé, một chút mứt Nutella, một chút đường bột và một chút mật ong. Thế là các bạn đã có một bữa sáng siêu đơn giản rồi. Ok, thì việc đầu tiên là các bạn sẽ bật trước lò nướng. Thì mình sẽ bật trước 150 độ trong vòng 5 đến 10 phút gì đấy. Ok, thì mình sẽ đợi lò nóng lên rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn nhé. Đây thưa các bạn, thì lò của mình đã nóng rồi đây. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ cho 2 lát bánh mì của mình vào, 2 lát thôi các bạn nhé. Ok, các bạn hay lát bánh mì rồi các bạn bắt đầu nướng. Đến bao giờ vỏ nó giòn rụm thì các bạn sẽ lấy ra. Ok, đây là các bạn, thì bánh mì đã qua 5 phút nướng thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút tất cả. Thì mình bật 2 đều 2 cái nướng 2 ngăn ý. Okay. Thì nó sẽ nóng cả bên đây, các bạn không cần phải lật. Thì mình đẩy mức 150 độ C các bạn nhé. Thì các bạn thấy là bánh mì đã bắt đầu có dấu hiệu là giòn hơn rồi. Thì các bạn nướng bao giờ nó giòn rụm thì các bạn mới lấy ra nhé. Ok, mình sẽ tiếp tục đợi đây. Đây thưa các bạn, bánh mì của mình đã xong đây. Qua 10 phút nướng thì nó đã rất là giòn. Thì mình thử cho các bạn nhìn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Wow, rất là giòn luôn. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đến bước tiếp theo nhé. Sau tiếp tục thì mình để bánh mì nóng hổi đang còn rất là giòn ra một cái đĩa. Thì mình bắt đầu cho mứt với cả bơ, nhưng tại vì nhà mình có bơ thì nên mình dùng mứt bơ luôn các bạn. Mứt Nutella này là thì mình lúc mình đã cho bơ vào để nấu chung với, thế nên nó là mứt Nutella bơ. Thế là mứt hạt vị cacao nhá. Ok, thì mình sẽ phết mứt này lên đây. Ok, thì mình sẽ bắt đầu phết rồi. Đây là các bạn phết ít như thế này thôi, tại vì lúc đấy thì tại vì ăn nếu không ăn nhiều nó rất là ngấy, thì mình sẽ tiếp tục lấy nó cái mì thứ hai mình úp lại. Ok, rất là ngon luôn. Tiếp theo là các bạn lại bỏ vào trong lò nướng với các bạn lại nướng 150 độ C trong vòng 5 phút tiếp nhá, để cho hai cái này nó lại tiếp tục giòn rụm và nó lại tiếp tục ok, thì mình sẽ tiếp tục nướng đây. Ok, thì bánh mì của mình đã nướng xong rồi đây. Rất là nóng hổi. Ui, rất là nóng. Thì mình chỉ nướng trong vòng 2-3 phút thôi, tại vì mình thấy là nó đã đủ giòn rồi. Và xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiếp là một cái đĩa. Đây thì mình đã đựng bánh mì vào cái đĩa. Công việc tiếp theo của các bạn là mình sẽ dưới mật ong lên. Thì ok, thì mình bóc cái này ra chút trước đã. Đây thì mật ong của mình đã mở rồi đây. Tiếp tục thì mình sẽ đổ ra một cái thìa rồi mình sẽ rửa lên bánh nhá. Một cái thìa. Ok. Ôi chảy không ta. Ok, mình sẽ dọn cái phần này. Ok, mình sẽ làm xong ngay trong thức khác này. Đây đây các bạn, mật ong thì các bạn rửa lên bánh nó sẽ rất là ngon luôn. Các bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của mật ong hòa tan với cái vị một chút đắng nhưng mà rất là bùi của chocolate, hạt vị chocolate. Ok, thì mình các bạn mình sẽ quay lại ngay. Ok các bạn, sau khi phết mật ong đây thì mình tiếp tục mình sẽ cho một vài lát táo vô bên cạnh hoặc là bên cạnh để mình ăn chung ý. Ok, thì mình sẽ cho lát táo vào. Đây. Thưa các bạn, tại vì không đủ chỗ mình đã để riêng ra một cái bát. Tiếp theo thì các bạn sẽ rắc đường bột lên. Ok, các bạn đợi mình một chút nhé. Thưa các bạn, thì mình đã bỏ đường bột ra một cái lưới lọc để mình rắc lên. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu rắc, thì các bạn mới thấy nó đã bắt đầu vào rồi. Thì sẽ rắc đầy luôn. Ok, các bạn đợi mình một chút nữa nhé. Đây thưa các bạn, thì mình đã rắc đường bột lên. Đây, mình đã rắc đầy. Nếu mà các bạn ăn ít ngọt hơn thì các bạn có thể ăn ít. Giờ việc cuối cùng của chúng ta đó chính là thưởng thức thôi. Đây đây các bạn, một bữa ăn, bữa sáng của kiểu Mỹ đầy dinh dưỡng.
các bạn có thể ăn cùng với sữa, à uống thêm sữa. Hoặc là ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thử ăn cho các bạn xem nhé. Mình sẽ dưới nốt cái phần mà đau này lên. Các bạn thấy nó rất là giòn. Nó giòn lắm. Nếu mà các bạn nấu thì các bạn sẽ cảm nhận được. Các bạn có thể cầm lên tay ăn, nhưng mà bây giờ mình đã rắc đường bột lên nên cầm tay nó hơi bẩn ấy. Mình sẽ ăn bằng cái thìa này. Ok. Ok. Đấy, các bạn thấy sô-cô-la này, ở bên trong này, mật ong này, đường này rất là ngon luôn. Mình sẽ thưởng thức đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Be amazing. Out.